được kính chào quý khán giả đang xem chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý khán giả, hàng loạt các vụ cháy cứ liên tiếp xảy ra tại các chung cư cao tầng đang khiến cho người dân cả nước bất an. Chung cư cao tầng mà còn thêm chung cư cũ thì mối nguy lại càng tăng thêm gấp bội. Cũng không thể trách được bởi vì áp lực cuộc sống buộc người dân không còn cách nào khác phải nương nhờ trốn đi về như thế. Và có trách chăng thì đó là do sự chủ quan, thờ ơ từ những việc nhỏ nhặt thường ngày mà người dân chẳng để ý đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Chung cư cũ, những khối nhà thấp tầng với vẻ bề ngoài xám xịt, ẩm thấp. Tuổi đời của những khu dân cư này có khi đã được ngót nghét hơn nửa thế kỷ. Già nua, cũ kỹ là thế. Tuy nhiên, nó vẫn là nơi cư ngụ của rất nhiều hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu chung cư Ngô Gia Tự, quận 5. Trần thấp, lối đi nhỏ bị bịt kín. Để có thêm diện tích, nhiều gia đình đã cơi nới thêm. Những chiếc rào sắt như thế này có thể lại chính là thủ phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra cháy. Hành lang là lối thoát duy nhất, tuy nhiên lại chẳng có nổi một bình chữa cháy mini. Trong khi những cảnh đùng nấu như thế này luôn là những mối ẩn họa khó lường. Không có một cái hệ thống nào hết, không có một cái bình chữa cháy, không có gì hết. Tại vì chung cư cũ cho nên nhiều khi cũng hơi lo lắng một chút. Tại vì không biết là thật sự phòng cháy chữa cháy thì nó sẽ phòng cháy như thế nào. Không gian chật hẹp, dây điện chằng chịt ngay trên đầu. Nhưng có lẽ là chẳng sao. Bởi dây điện thì có thể dùng để phơi quần áo. Nhà chật thì có thể tận dụng hành lang thoát hiểm để sinh hoạt. Những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt của nhiều người nhưng lại là tiềm ẩn nguy cơ để bà quả ghé thăm bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một trong số hàng chục khu chung cư cũ đã vượt quá tuổi thọ nhưng vẫn tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cũ không chỉ là vấn đề duy nhất gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy mà chính sự chủ quan của người dân khi mà không gian sống tại đây luôn thừa tạm bợ nhưng lại thiếu an toàn. Nỗi lo càng lớn hơn khi nhiều chủ dự án ban quản lý chung cư đã bỏ quên hệ thống phòng chống giặc lửa nhằm giảm chi phí và thờ ơ trước sinh mạng của người dân. Trong khi đó, việc kiểm tra và giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ quan chức năng dường như chưa được coi trọng đúng mức. Tại các chung cư mới nhưng giá rẻ cho người có thu nhập thấp, an toàn cháy nổ cũng chẳng khá hơn là bao. Để vừa có giá rẻ, vừa có lãi khi bán nhà, thì các chủ đầu tư cũng sẵn sàng cắt xén các hạng mục an toàn cho người dân trong các tòa nhà. Nhiều khu nhà dù đã được đưa vào sử dụng từ lâu, nhưng mà trên thực tế thì lại thiếu hệ thống đảm bảo an toàn khi mà xảy ra hỏa hoạn cháy nổ. Lối thoát hiểm thì quá nhỏ, trong khi mặt bằng mỗi tầng thì lại có hàng chục hộ dân sinh sống. Chủ đầu tư vì tiết kiệm, người ở thì thờ ơ mà phớt lờ các nội quy về phòng cháy chữa cháy. Mà cái hệ thống phòng cháy chữa cháy trong cái nhà cao tầng đó hay là trong chung cư đó thì ở Việt Nam mình hiện nay kiến thức đang có nhiều lỗ hổng. Và khi mà nếu chúng ta không có kiểm định rõ ràng, chúng ta không nghiệm thu mà hết trách nhiệm đó thì dễ dẫn đến là nhà đầu tư người ta lợi dụng. Và như vậy thì với cái tiêu chuẩn mà quy chuẩn không rõ ràng thế này, rồi với kiến thức như thế này thì nó dễ dẫn đến cái hiện tượng cháy vừa rồi của Việt Nam, của các cái nhà cao tầng Việt Nam. Và tôi nghĩ trong tương lai đó, nếu chúng ta không khắc phục thì chung cư và nhà cao tầng ở Việt Nam sẽ còn cháy dài dài. Sống trong khu chung cư muốn bà quả không ghé thăm, một cá nhân ý thức thôi là chưa đủ. Vì một sơ suất nhỏ của một ai đó cũng đã khiến cho ngọn lửa bùng phát bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà chúng ta nhất thiết cần phải trang bị kỹ năng phòng chống giặc lửa cho riêng mình. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý khán giả ngay sau đây. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Cần phải bình tĩnh khi đám cháy xảy ra. Nhấn chuông báo động cho nhiều người cùng biết. Tìm lối thoát hiểm, cầu thang bộ để thoát nạn. Tuyệt đối không sử dụng thang máy. Sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy số điện thoại 114.